Rồi vào nhà nhé, sớm mình chia sẻ một cây ngọc bút rồi kết thúc là bút con sai các bạn nhé, thần chậu rất là lâu rồi các bạn nhìn vẽ đẹp chưa, vẽ đây đầy đủ các bạn. Cái này ngọc bút này cao 70-80. Bút rất là già và thân chậm, lại dễ đẹp. Đây, chỗ này là vanh 40, chỗ bé nhất này là vanh 35 các bạn. Đây các bạn cao, gần gỗ này chỉ cao 40 phân. Đấy. Gọi cái tỉ treo này phải sán đấy, đấy là chân ghế đi ạ, chiều lạng đi ạ. Đẹp cưng này, chơi con xa đẹp mà nó trắng lên này, này. Này bút này có hoa này, bạn ơi dài mình cắt đi đập rồi để con xa. Hai triệu trồng một bút này nhá, trồng là cái chậu 300 này, chậu gốm tàu, trời thân tư tuổi rất khỏe, nhưng mà bút này ra lụ này, đấy, trời non đây, nụ hoa đây các bạn. Này cho thêm ít phân nữa vào đồng đất không? Đang chuẩn bị ra chợ không? 2 triệu đẹp chưa? 2 triệu đây phát triển tốt bạn. Thứ bẻ nhé, hãy xoay kỹ nhé. Chuẩn bị đây đẹp chưa? 2 triệu chậu một bút đẹp nhìn chơi thôi. Đấy các bạn. Cao 70 mét, 80, phần cái gỗ. Đấy, chỗ này bé nhất, chỗ này 35. Bẻ này, chỗ này bẻ hơn 40. Giá 2 triệu nhá. Nhà luôn. Còn đây cái xúc dáng nàng đây. Chậu túc này, cái chậu này 2,5 triệu rồi. Dạ. Vành 65. Cái này sạch sẽ chưa? Bạn trông rất sạch sẽ, chỉ móng rồng. Đấy. Cao chỉ có 20 phân nụn nực các bạn này. Đang nuôi tay tán hả? Dáng nàng đấy. Vanh chỗ này 65, cao 20, còn đang nuôi tay tán các bạn nhé, mình sẽ nuôi tán ô thôi đấy. Nuôi cho nó khỏe. Túc nặng sơn này, chậu những cái chậu 2,5 triệu các bạn nhé, chậu tàu đấy, bác sĩ bắt tiên đấy. Đúng lòng. Túc này 5 triệu, chậu 2,5 triệu, cây 2,5 triệu, 5 triệu bạn. Không xoay được lặng lắm, đây móng rồng. Đấy. Đây, bạn nào thích làm thì vai nó rõ ràng rồi này. Đấy.